Ok. Để xem năm đếm. Rồi, bắt đầu chúng ta bỏ lệnh vào để cho chạy auto. Chạy điểm đầu rồi tới điểm cuối rồi quay lại điểm đầu tiên. Rồi ta bỏ lệnh vào. Chọn vào nét. Insert F1. Rồi, ta thêm lệnh số 5, zoom, enter. Rồi, đầu tiên ta chọn số 2, là B, là TL. Ok. Ta cho nó là số 1 để cho nó lặp lại. Rồi. Rồi, kết thúc. Ta vẫn tiếp tục insert F1. Bạn chọn số 5. Số 5, zoom, enter. Rồi chọn số 1, enter luôn. Rồi, số 1. Ok, rồi xong. Đây là quy trình chạy lặp lại. Rồi, ta sẽ cho chạy chạy lại xem. Rồi, chạy. Tốc độ. À, chỉ tới điểm số 5 là điểm số 1. Ok. Yes, ok, giờ sẽ cho tiến hành chạy tự động. Chuyển lên điểm đầu tiên. Ok, nó sắp vô. Ta chuyển sang off. Rồi. Ok. Rồi, đã chạy tự động. Ta muốn cho chạy tự động. Ví dụ như muốn cho chạy tự động, chúng ta vừa dừng lại này, dừng lại home, rồi dừng lại chương trình mình như thế này. Đây chương trình đây đang on, đang đang ở chế độ không phải auto, chế độ manual. Rồi ta tiến hành cho chạy tự động này. Rồi di chuyển lên điểm trên, chuyển qua off, chuyển qua auto. Rồi tôi tắt lại này đi. Rồi ta bấm servo star, bấm star. Rồi là báo tiếp tục từ điểm này không, bạn có muốn tiếp tục không, mình chọn yes. Rồi bấm start tiếp tục. Đó. Rồi. Robot chạy. Tốc độ hơi chậm. Chỉnh. Quay lại ta sẽ tăng. Cộng trừ phần trăm là tốc độ. 10%, 15, 20. Đó. 40. Đó, robot chạy.